Lịch sử thế giới. Tác giả Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang. Tập 1. Phần thứ nhất: Loài người thời tiền sử. Chương 1: Con người trong vũ trụ. Vòm trời một đêm thanh, không khác chi một tấm màn nhung đính kim cương. Hạt thì rực rỡ vàng hoặc man mác xanh, hạt thì nhợt nhạt trắng hoặc hung hung đỏ. Hết thảy đều nhấp nhánh như muốn ra hiệu với ta vậy. Nhìn cảnh đó, ta quên hẳn việc đời mà nghĩ đến những thế giới xa xăm là các vị tinh tú. Và ta thấy ngợp trước sự mênh mông, huyền bí của vũ trụ. Trái đất chúng ta ở là một khối tròn trực kính trên 12.000 cây số. Còn mặt trời là một khối lửa trực kính non 1.400.000 cây số. Từ trái đất đến mặt trời, đường dài là 149 triệu cây số. Một chiếc phi cơ bay 1.000 cây số một giờ, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mất khoảng giờ rưỡi, thì phải bay 149.000 giờ, nghĩa là 17 năm liền, không nghỉ mới tới được mặt trời. Muốn dễ tưởng tượng, ta ví dụ trái đất là một hòn bi hay một viên đạn, trực kính là 25 ly. Mặt trời sẽ là một khối tròn trực kính 2 thước 7, nghĩa là gần chật một căn phòng nhỏ và cách trái đất 293 thước. Còn mặt trăng thì chỉ bằng hạt đậu nhỏ xíu, cách trái đất không đầy 8 phân. Mặt trăng xoay chung quanh trái đất lại quay xung quanh mặt trời. Do đó, các nhà thiên văn gọi mặt trời là một định tinh, trái đất, mặt trăng là những hành tinh. Một định tinh với tất cả các hành tinh phụ thuộc vào nó hợp thành một hành tinh hệ. Hành tinh hệ của chúng ta, tức mặt trời, trái đất, mặt trăng, gọi là Thái Dương hệ. Mỗi hành tinh hệ lớn như vậy, mà trong không trung có vô số hành tinh hệ. Mắt ta đã không thấy được khoảng 6.000 rồi, còn biết bao định tinh xa quá, ta nhận không được. Người chế tạo được những kính viễn vọng để nhắm các định tinh ấy, và thấy rằng con sông Ngân Hà sở dĩ có màu bạc là do ánh sáng của 1 tỷ định tinh tụ lại thành một đám, chiếm một khoảng không gian mênh mông đến nỗi ánh sáng đi nhanh làm vậy, mỗi giây đi được 300.000 cây số, mà phải mất tới 100.000 năm mới đi từ đầu đến cuối sông Ngân Hà được. Đã thấy ghê chưa? Những vị tinh tú đó xuất hiện từ thời nào? Chưa ai trả lời được chắc chắn. Các nhà bác học phân tích ánh sáng của mỗi vì sao mà đoán được sơ sơ tuổi và sức nóng của mỗi định tinh. Họ bảo mặt trời ở trung tâm nóng tới 25 triệu độ. Ở ngoài chỉ nóng 6.000 độ, mà chính vì nóng như vậy nên mặt trời còn trẻ lắm. Các vì tinh tú càng già càng lạnh đi. Mặt trời mới sinh từ 2 tới 3 tỷ năm nay thôi và còn sống được khoảng 10 tỷ năm nữa. Nghĩa là mặt trời mới sống được 2 đến 3 phần 10 của nó, như một em nhỏ 12-13 tuổi vậy. Tuổi trái đất có lẽ cũng xấp xỉ từ mặt trời. Nó có thể thọ được bao lâu nữa, ta chưa được rõ. Nhưng ta có thể tin chắc rằng nếu loài người đừng dùng nguyên tử lực để phá nó, thì chưa có triệu chứng gì đáng lo cả. Tuổi trái đất là 3 tỷ năm, mà người đời nhiều lắm là được 100 năm. 100 năm so với 3 tỷ năm cũng như một giây so với một năm, vì mỗi năm có khoảng 31 triệu giây. Và cả thời gian đẳng đẵng từ thời Hồng Bàng tới bây giờ so với tuổi trái đất
cũng chẳng đáng kể chi. Vậy, không gian là vô cùng, và cái thân nam nhi bảy thước của ta ở trong không gian thực không bằng một hột cát giữa đại dương. Mà thời gian cũng vô cùng, và cái đời người 60-70 năm của ta so với thời gian khác chi bóng câu qua cửa. Nhưng, mặc dầu nhỏ bé, yếu ớt, đời lại quá ngắn ngủi, mà ta dám tranh khôn với hóa công, dùng bộ óc nhỏ bằng nắm tay tìm hiểu những bí mật mênh mông của vũ trụ, thì quả là chúng ta cũng vĩ đại thật.